Hôm qua tại huyện Chư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khởi công dự án tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk. Chương trình cũng là để hiện thực hóa chương trình hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Đắk Lắk về phát triển nông nghiệp hiện đại, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án là một tổ hợp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao theo chuỗi khép kín, bao gồm chọn lọc, sản xuất lợn giống, gà giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hướng hữu cơ, sản xuất phân bón hữu cơ, chế biến sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao để hướng đến xuất khẩu. Riêng trang trại giống cao sản sẽ chăn nuôi 2.500 con lợn cụ kỵ và ông bà được lựa chọn kỹ càng để đảm bảo nguồn gen tốt nhất. Sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, năm 2025, mỗi năm sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 25.000 con lợn bố mẹ và lợn hậu bị cho các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Toàn bộ quy trình chăn nuôi của dự án được vận hành và giám sát theo công nghệ 4.0.